Harry đang làm một cái chương trình mà kiểu như là đoán thành ngữ mà Harry đang diễn tả đó. Và thật ra thì đôi khi Harry đọc mà Harry cũng không hiểu là cái đó lấy nghĩa gì đâu. Mà Harry sẽ cố gắng diễn tả thì bạn đoán câu là Harry sẽ là tặng một ly trà sữa. Ôi trời ơi, em cảm ơn chị. Bây giờ chọn một cái. À dạ em chọn. Xong rồi. Rồi Harry sẽ là, đọc nha. 7 chữ. Dạ 7 chữ. Đúng rồi. Cái gì vậy bà nội? Lisa là bị đánh rồi chỉ lên trời rồi nhảy vào người. Bạn đánh kẻ chạy đi không đánh không phải rồi, không phải câu đó đâu. Hai đứa mình yêu nhau xong rồi hai đứa mình chia tay. Mình hàn gắn lại trái tim, tình yêu xoa dịu trái tim. Không phải tình yêu, không phải trên trời. Không yêu chạy dép bố về. Không yêu. Không yêu, đừng nói lời cay đắng. Ngược, ngược không yêu. Ghét. Ghét của nào trời ơi. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Trời ơi, hồi nãy mới vừa ngủ đi coi phim Mai luôn á. Chưa coi, coi lại lần hai, coi lại lần hai, đang khen diễn xuất, đang khen anh Thành. Dạ đúng, dạ đã coi. Em khóc, em khóc như mưa trong rạp luôn á. Đây không thể nào là cảm xúc giả của em thật sự luôn á. Em mới vừa nói hỏi đi coi lại lần nữa đi. Không chắc chỉ tài trợ rồi nè. Thêm tờ nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ kê hai tờ Mai nha mọi người. Dạ em cảm ơn chị. Xem phim Mai. Yeah, em cảm ơn chị Harry.